Trở lại với vụ cháy tàu chở hàng hóa, chở hóa chất ở tại cảng Nam Hải, Hải Phòng cách đây vài ngày. Trong tổng số 20 container chứa 48 tấn phốt pho thì chỉ có một container bị rò rỉ khí. Dù vậy, trong số 300 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy, có tới 50 người phải nhập viện điều trị do hít phải hóa chất độc hại. Vụ việc này tiếp tục bộc lộ những bất cập thiếu thốn về trang thiết bị an toàn cho lính cứu hỏa, đặc biệt là trong những sự cố hóa chất. Không có dấu vết sau một cuộc chiến với lửa dữ. Nhưng đã nhiều ngày nay, người chiến sĩ trẻ này không thể ăn uống như bình thường. Khí độc phốt pho đã ảnh hưởng không nhỏ đến hệ hô hấp của anh. Dù rằng anh là một trong số ít người được trang bị mặt nạ và bình dưỡng khí. Mình chế sát xong thì lúc do địa hình lúc hết khí mình đi lên thì không lên kịp nên là hít vào khí phốt pho nên là được đi được cấp cứu. Hơn 50 chiến sĩ phải nhập viện trong tình trạng tổn thương đường hô hấp, 1/3 trong số đó thiếu máu cơ tim cục bộ. Hôm đó thì buổi chiều gần tối thì hướng gió này nó thay đổi. Lúc đầu là nó thay đổi nó ra phía tây này, thì sau đó nó lại quay ra này. Thì lực lượng chữa cháy chúng tôi là bao giờ đứng ở đầu gió. Thế thì nó lại thổi sang này thì nó lại khói nó ào hết. Thế thì những lúc quay hướng gió thì là gần như là anh em ở ngoài không có bình thường. Bình ấy thì là bị ngạt một là hai nữa là công chí đeo khẩu trang là chạy hết. Theo người chỉ huy trực tiếp vụ cháy, chỉ một thùng phi của container này bị bục khiến phốt pho rò rỉ ra ngoài, gây cháy và tỏa khí độc. Hầu hết các chiến sĩ trong cuộc chiến với hóa chất nguy hiểm này lại không được trang bị những thiết bị bảo vệ tối thiểu. Tôi huy động tất cả các cái mặt nạ phòng độc được trang bị của toàn lực lượng để điều động đến đây thì mới được có 20 bình dưỡng khí. Trong khi đấy là có bao nhiêu chiến sĩ tham gia? Trong khi đó là chúng ta có gần 300 cán bộ chiến sĩ tham gia. Thì theo cái thống kê thì hiện nay là cái tỷ lệ các cái trang thiết bị này trên số cán bộ chiến sĩ của các cái đơn vị chiến đấu hiện nay đang còn rất thấp. Đấy, do đó mà trong thời gian tới ấy, thì chúng tôi với cái tư cách là cái cơ quan tham mưu cho Bộ Công an, cho Chính phủ thì chúng tôi cũng đề nghị là xây dựng một cái đề án tổng thể về cái trang thiết bị đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Một xe chữa cháy với 6 lính cứu hỏa chỉ có 2 mặt nạ và bình dưỡng khí. Nếu không có những trang bị an toàn thì đôi khi kết quả sẽ lại là hậu quả với chính lính cứu hỏa.